Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình lại vào bếp làm cái món rau bí xào với lại thịt bò đây mọi người ơi. Này, rau bí này rất là xanh non luôn. Đó, mềm ngọt mọi người nhá. Thịt bò ăn rất là thơm ngon, mềm, thấm vị. Sự kết hợp đơn giản thôi nhưng mà món ăn rất là ngon miệng luôn. Đây thì mình sẽ phi thơm cái hành tỏi khô lên này. Đây, phi cho nó thơm phức lên. Đây thịt bò đây. Mình đã ra miếng vừa ăn rồi mình cho vào. Đó, cho thịt bò vào xào qua cho nó thơm ngon. Đây, cho vào đây một ít cái bột nêm. Mình xào cho thịt bò nó xe tái đấy. Tái lại cho nó thơm ngon rồi mình cho rau bí vào mình xào. Đây, vào bếp nấu ăn đơn giản thôi mọi người. Thịt bò xào rau bí ăn cho nó ngon miệng. Rất là thích ăn rau nên là mình hái rau bí ngoài nương vào mình xào với thịt bò. Đây, thịt bò mình xào cho nó xe tái lại như vậy. Đây, rau bí thì mình sẽ trụng qua nước sôi này. Đó, mình bắc đồng thời hai nồi luôn. Thì trụng qua nước sôi như vậy. Mình sẽ gắp mình cho vào. Mình xào với lại thịt bò nhé. Rau bí hái ngoài nương vào làm sạch, rất là xanh non luôn. Đây, mình chỉ cần trụng qua như vậy thôi, không cần phải vớt cho vào nước đá làm gì, rất là kỳ công tốn thời gian. Đấy, nấu ăn đơn giản thôi thì làm nó nhanh gọn lắm mọi người. Đấy, mình cho vào mình trộn đều đi. Mình sẽ nêm lại. Nêm lại cho nó vừa khẩu vị. Đây, cho vào đây một ít cái mì chính. Cho thêm một ít cái muối ăn. Đây, cho ít thôi không nó mặn. Đây mình nêm nếm vào cho nó vừa ăn rồi mình xào một lát mọi người ơi. Để xào một lát vài phút cho cái rau bí này nó chín. Nó chín mềm ăn cho nó ngon mọi người. Rau bí thì mình xào cho nó mềm ăn nó ngon. Thịt bò này ăn này rất là ngọt. Nó xào đều tay cho nó ngấm gia vị. Xào đều tay một lát. Đây rau bí này rất là xanh non luôn. À, mọi người thấy không? Rất là thích ăn cái rau bí này, xào với thịt bò ăn rất là ngọt luôn đó mọi người. Ăn ngọt thanh mát. Nói chung là chế biến món ăn đơn giản, nhanh gọn lẹ thôi. À, mình xào như thế này là được thôi. Không nên xào kỹ quá mọi người ơi. Xào làm sao cái rau bí này nó chín là được. Chín tới là ăn mềm là được. Đó, rồi để mình tắt bếp mọi người nhé. Đây mọi người ơi, cái món rau bí xào với lại thịt bò mình đã hoàn thiện xong này. Rất là nhanh chóng, đơn giản, gọn lẹ thôi. Nhưng mà ăn rất là ngon. Nè, cái rau bí này ăn rất là ngon ngọt thanh mát này. Thịt bò thì ăn rất là ngọt mềm. Giờ cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.